Bầu trời đó đen xì xì luôn. Quá trời mây đen thui luôn ha ông cả nhà. Thì mới đi vô chợ ra nè. Hello, Hiền xin chào cả nhà mình nha. Bữa nay là chuẩn bị đồ này, nấu bún mọc đây cả nhà. Đó. Cái này là cà rốt này ha. Rồi đây là nấm mèo đó cả nhà. Rồi bên đây là giò sống nè. Giò sống mẹ Hiền nêm nếm với lại bỏ chút xíu nấm mèo vô để hồi mình làm cà mọc đó cả nhà. Đó. Bên kia là hành lá nè. À rồi còn thiếu cái tôm luộc ra mình bỏ lên. Cái đó là chiều Hiền mới làm. Giờ mình làm nước lèo trước. À, bên đây là nồi nước xương nè. Nước sườn non. Sườn non mẹ Hiền hầm lấy nước ngọt. Cho hết cái bọt này ra. À, bữa nay bên Hiền lại tiếp tục mưa nữa rồi. Nay bên Hiền mưa rồi. Mà thứ dòng mà mưa cái trời lạnh lạnh cái phái ăn mấy cái thích ăn mấy cái món nóng nóng nước nước rồi đó. Đó cho nên mẹ nói thôi bún mọc đi cho nó đơn giản, bún mọc nấu rất là đơn giản luôn. Rồi, bên đây là có bún nè. Đây, bún này là luộc. Bún này là bún khô cả nhà, xong rồi mình luộc, mình mua về mình luộc chứ không có bún tươi. Nhà Hiền thích ăn bún đó, thích ăn những cái món bún. Giờ mẹ cái này là luộc rồi, giờ này mà ấy mình tơi tơi cho nó ráo á. Đây là sốt. Đó, để chiều nay mình ăn bún mọc nha. Lâu lắm rồi nhà Hiền cũng không có nấu cái món này. Rồi bây giờ mẹ Hiền sẽ cho cái cục mọc này vô. Sợ người ta nêm cũng gia vị cũng vừa rồi. Mấy cái này là để sẵn bên đây. Đó. Ê, hình như cái này là người ta đâu có ăn cái nấm mèo bỏ vô phải không ạ? Mà tại vì do gia đình thích, mình thích ở nhà mình thích cho nên mình bỏ vô ăn cho nó đỡ ngán. Có mình cái này. Cho đỡ ngán thôi. Yeah. Ăn nó giòn giòn. Mình ăn gì cho vô đó. Này trời có mấy con tôm bỏ vô nữa cũng ngon. Chiều con chạy Randall á, con mua bịch tôm luộc về. Hồi nãy tại diễn ngoài mưa quá, mưa xong mấy nay mưa, mùa đông mà lại mưa nó lạnh. Nó nổi lên hả? Rồi thành phẩm đây cả nhà ơi, đó. Bỏ hành lên, xanh xanh đỏ đỏ cho đẹp nha. Với thơm nước lèo nữa. Ủa gì con, gì con, gì con? Mét, mét. Ủa ăn không, chiều nay ăn bún mọc không? Mét đó, mét. Đó, quá là hấp dẫn luôn. Ngon ha. Quá ngon, đây cục mọc nào là đây cho cả nhà mình xem. Đặc biệt là nấu. Chị Hai Hiền là đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây. Wow, một cái cục mọc bằng một cái muỗng luôn. Một tô là hai cục này là no luôn rồi đó. Ăn vậy mới đã chứ, ăn nhỏ 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 nhỏ, nhỏ ăn hoài không đã. Đó, cục nào cục nấy vậy nè. Nhà mình nấu vậy ha. Đó, ăn nấu là ăn phải cho nó đã. Quá trời hấp dẫn luôn. Nhìn là thèm rồi đó. Bỏ giá hành nò, bỏ giá nha. Rồi Hiền xin mời cả nhà mình cùng ăn bún mọc ăn tối với gia đình của Hiền nha. Rồi cả nhà. Cái bún mọc nó đơn giản lắm. Mời cả nhà ăn bún. Bún mọc chỉ có mọc là chỉ là mọc cái này mọc với sườn non thôi, cái này đơn giản mà. Chùa cũng đưa chào lên mời hết rồi. Chào xin chào bà cô chú. Này bỏ tôm vô, bỏ tôm nhặn nhặn vô, này bỏ muối vô mặn nè.
Có màu hơi mặn, nhúng vô màu. Để nếm miếng nước lèo thử coi. Nước lèo ngọt thanh ha. Nhưng mà mình nhớ lạc cho thêm nước mắm. Mình thêm miếng nước mắm cho đậm đà. Đen nó đi Việt Nam về cái nó bị trái giờ, cái nó ngủ nghê thất thường quá cả nhà ơi. Nên giờ này không có mặt nó nè. Vui nha. Đây, cái cục mọc nè. Quá trời. Ăn vậy nó mới đã. Rồi thì xin mời cả nhà nha. Mày đã tôm luộc ai ăn thì bỏ vô thêm. Ngon quá mà. Ngon. Trời ở ngoài mưa mà lạnh lạnh ăn. Thế dễ giá ha. Hồi nãy con đi chợ Mỹ nó có. Nó mày nói rồi Vũ nó còn đi ở dưới á. Khi Vũ tấp vô mua bịch giá. Nè ăn có giá nó đỡ nha. Đúng rồi. Nhưng mà mình có nấm mèo vô cũng đỡ. Cục mọc ngon lắm. Hồi nãy đi tôm một cả lên đồ còn mưa. Ngoài còn mưa. Mưa sáng giờ luôn. Cứ từ mưa tiếp. Thêm mưa nữa hả? Từ tháng 5 thì mưa. Đúng rồi. Cái hơi nước mắm nó đậm đà. Ngon. Chuyện nào chỉ ăn lạc không? Không ngon, ngọt quá không ngon đâu. Không ngọt quá không ngon. Ngọt quá không ngon. Dừng dừng rồi. Mình nấu như vậy nè. Giống như là người ăn lạc, người ăn mặn. Không là ai ăn lạc á thì thôi. Nếu ăn mặn là thêm nước mắm. Đúng rồi, vậy cho nó dễ chứ mình nên mặn quá cái nó khó chỉnh á. Ơ gì vậy con? Con muốn lấy giấy hả? Muốn chuối hả? Đúng rồi. Đây hả? Nó mặn nấm mèo. Xuống hả? Dính lên nấm mèo. Không biết ăn hả? Đồ xuống rồi. Mẹ nó giục cái tôm. Ai nhắm. Đây. Má đâu biết nó. Má thì đi chợ mua được dĩa cái thơm. Mà thơm này hơi chua. Còn sườn đổ đẳng nha chị nha. Có là nước tim. Cái này chưa uống mọt đâu đó. Nó có mọt. Mấy cái này chị biết gì không? Là cái đồ làm chả lụa á. Giọt tắm á. Làm tới thứ mấy nghỉ? Thứ tư nghỉ. Làm tới thứ tư nghỉ. Hình như 20-25 hả? Thôi thứ năm là lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn ở bên đây á cả nhà. Cho nên Ryan tuần này nó cũng được nghỉ luôn rồi. Ông Vũ thì ổng làm hết tới thứ tư là ổng được nghỉ lễ rồi. Ngon vậy? Dạ non. Dạ không non. Dạ không non. Tô quá trời lớn luôn. Đặt bún luôn. Tô quá nhiều. Tém muốn giống vô cái nước này nha, nhớ đỡ mặn. Nãy bỏ mấy vậy nè. Nò quá. Nò quá. Bây giờ quá ngon. Chát kì. Nước này. Nước tôm dĩ đại. Quá trời phải không? Tô bự. Vậy ăn nó phải. Ăn nguyên tối gì đó ăn. Với lại muốn nước cũng mau no. Ngày mau đói với no gì. Ngày mau no chứ không có mau đói. Nước tôm. Nước ăn no no nên cũng mau đói. Tắm muối vô đỡ. Muối đỡ cơ. Ăn gần thôi mà. Lá nghiện cho thằng nước lèo. Giờ làm lạnh là biến đi. Lạnh á. Ngồi lạnh với mưa. Ăn xong có
dễ thơm ăn cắm miệng. Ăn thở không? Ăn này tốt á, mùa này ăn loại chua chua ngọt ngọt tốt. Ba cái này có vitamin C. Đúng rồi, thử có ho. Nãy ăn miếng kia sao nó lạc nó chua, nên giờ ăn này nó ngọt à. Ừ, chung nó thôi là một cái có đặc. Ngày mua 3 đồng 99 á. Thôi là 3 đồng 99 á. Mà ngọt nữa, chung bữa hỏi anh ăn không mua không tao hả? Ừ. Rồi thôi Hiền cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của gia đình Hiền nha. Hôm nay thì cũng đơn giản món bún mọc cho cả nhà ăn cuối tuần thôi. Tại mưa gió đó cả nhà, cho nên cũng không có đi đâu. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem cái video. Cả nhà có thích thì ủng hộ cho gia đình Hiền và bấm like và bấm đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hiền hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Bye bye.